Xin chào tất cả các bạn, mình là Sơn Tùng M-TP. Và như mọi người đang thấy thì Tùng đang có những cảnh quay đầu tiên cho MV Free Fire. Và MV này sẽ tên là Skyler. Hôm nay thì tâm trạng của Tùng đang rất là tốt và hy vọng rằng Tùng và cùng tất cả các anh em đây sẽ có một ngày quay vô cùng tuyệt vời cùng nhau. Concept của MV này khá là đặc biệt. Ở một thế giới thật, cái thế giới này thì Tùng đang là một hình ảnh của một nhân chủ tịch là Nguyễn Thanh Tùng. Nhưng ở thế giới 3D thì Tùng lại là Sơn Tùng M-TP. Vẫn là một nghệ sĩ vô cùng gọi là khát khao, công hiến, luôn luôn muốn cháy hết bản thân mình. Và hai cái nhân vật này thì suy ra cùng luôn luôn có một cái sự đối lập và khoảnh khắc nào đó. Với concept này thì nó cũng gần như là miêu tả và lột tả tất cả những suy nghĩ của chính bản thân Tùng. Và Tùng hy vọng rằng thông qua cái concept này thì khán giả và cũng như tất cả những ai đang theo dõi Free Fire có thể hiểu thêm thì không chỉ Sơn Tùng M-TP đứng Nguyễn Thanh Tùng mà còn về một nhân vật nữa mang tên là Skyler. Phản chiếu một cái tâm hồn khác, một cái vị trí khác của Nguyễn Thanh Tùng, và đó chính là Sơn Tùng M-TP. Tuy rằng từ ngày thứ hai đến ngày thứ bảy buổi sáng buổi chiều mình không đi đâu, mình chỉ lên văn phòng, thì mình mới là tư cách là một người chủ tịch của công ty M-TP Entertainment. Và đôi khi cái vị trí chủ tịch đó nó khiến cho mình rất là đau đầu, phải suy nghĩ nhiều và thách thức chính cái giới hạn của bản thân mình. Bởi vì suy cho cùng mình sinh ra vị trí đầu tiên đâu phải là chủ tịch đâu, mà là một người nghệ sĩ. Và chính vì thế cho nên là bản thân mình luôn luôn phải nhìn lại bản thân mình, cái nơi mà mình bắt đầu từ đâu và cái nơi mình sinh ra, mình đã mục đích của mình ngay từ ban đầu là cái gì. Đó là trở thành một người nghệ sĩ, một người ca sĩ, được cầm mic, được đứng trên sân khấu và được công hiến, được hát tất cả những gì mình mong muốn cho khán giả mình. Và đó là lý do sao mà khi mà mình nhìn vào trong gương thì mình nhìn thấy chính bản thân mình, nhắc nhở mình rằng ê, đừng bao giờ quên rằng ông là một người nghệ sĩ. Và đừng bao giờ quên rằng phải luôn luôn thách thức chính cái giới hạn của bản thân mình, phải cố gắng sáng tạo, phải cố gắng tạo ra thật nhiều sản phẩm hay hơn, dù cho ông đang đảm nhận hai vị trí vô cùng quan trọng của tập thể M-TP là chủ tịch và là nghệ sĩ. Cố gắng lên đó. Hip hop luôn là một thể loại âm nhạc vô cùng yêu thích của Tùng. Mà nếu như mọi người theo dõi cái con đường sự nghiệp của Tùng thì mọi người luôn biết rằng Tùng xuất thân từ underground và hip hop luôn nằm ở trong máu của Tùng. Cơ hội hợp tác cùng Free Fire lần này thì Tùng thấy cái nhân vật Skyler nó rất là gai góc, nó rất là cá tính, và Tùng nghĩ rằng không thể một cái thể loại âm nhạc nào phù hợp hơn ngoài hip hop. Tùng rất là mong rằng tất cả mọi người sẽ dành thời gian ra để xem cái music video lần này của Tùng, sự kết hợp giữa Tùng và Free Fire với ca khúc mang tên Skyler. Xin chào và hẹn gặp lại.